Đây, đây, đây. Công an tỉnh Nam Định vừa cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự hai đối tượng cộm cán chuyên mua ma túy từ tỉnh Sơn La về Nam Định bán kiếm lời, thu giữ một số lượng rất lớn ma túy. Đó là Nguyễn Thanh Bình, 53 tuổi và Vũ Thế Ngôn, 42 tuổi, đều trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Cả hai có tổng cộng 7 tiên án, chủ yếu là án về ma túy. Sau khi mãn hàng tù trở về địa phương sinh sống, hai đối tượng vẫn âm thầm móc nối với các đối tượng ở huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để thiết lập đường dây mua bán vận chuyển ma túy về Nam Định với số lượng lớn. Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 2 tháng 11, trên quốc lộ 10 đoạn đi qua huyện Ý Yên, công an tỉnh Nam Định chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát giao thông, cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ công an và cục hải quan Hà Nam Ninh, bắt quả tang Bình và Ngôn đang thuê taxi vận chuyển trái phép ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh heroin, 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2 kg thuốc phiện, 18 triệu đồng. Khám xét nơi ở qua hai đối tượng này, công an thu giữ tại nhà bình 600 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 50g heroin, 10g ma túy tổng hợp dạng đá và trên 1 tỷ 300 triệu đồng.